Ford Explorer 2022 ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam. Mẫu SUV Ford Explorer 2022 đã được chốt lịch ra mắt tại thị trường Việt Nam sau thời gian dài chờ đợi. Xe sẽ được trình làng vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Tới đây, Ford Explorer 2022 thuộc thế hệ thứ 6 đã ra mắt toàn cầu vào năm 2019. Trước đó, các đại lý Ford Việt Nam đã thông báo nhận cọc với mức giá tham khảo hơn 2,2 tỷ đồng, dự kiến ra mắt và giao xe trong năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên lịch ra mắt đã bị lùi sang năm 2022. Cụ thể, theo thông báo mới nhất của Ford Việt Nam, Ford Explorer 2022 sẽ chính thức trình làng Việt Nam vào ngày 11 tháng 1 tới đây. Ở thế hệ mới, Ford Explorer nhận được nhiều cải tiến về nội ngoại thất, tiện nghi và các trang bị an toàn tân tiến. Bởi vậy, mẫu SUV cỡ lớn cao cấp này đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía khách hàng Việt. Về cơ bản, xe vẫn giữ được kiểu dáng bề thế, to lớn như thế hệ tiền nhiệm. Thay đổi đến từ vị trí lưới tản nhiệt, khu vực này đã được làm lớn hơn, mũi xe tạo hình hầm hố hơn. Bên thân xe và trần xe bổ sung thêm những đường dập nổi tinh tế và thể thao hơn. Vào phía trong khoang nội thất, Explorer 2022 đã có thiết kế lột xác, ấn tượng. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm tiêu chuẩn 8 inch, hoặc tùy chọn lớn hơn là 10,1 inch đặt dọc lạ mắt, hiện đại. Các phím bấm điều khiển điều hòa, âm thanh được đặt lại gần nhau hơn trong bảng điều khiển trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, Ford còn cung cấp cho người dùng một tùy chọn màn hình kích thước siêu to khổng lồ, hơn nữa là 12,3 inch. Khoang nội thất của Ford Explorer 2022 cũng được cải thiện hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng hơn 15,24 cm so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ 3 có thể gập xuống, tối ưu không gian chứa đồ thêm thoải mái. Cung cấp sức mạnh cho Ford Explorer mới tại thị trường Việt Nam là động cơ EcoBoost tăng áp V6 2.3 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô men xoắn 420 Newton. Kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và truyền sức mạnh đến 4 bánh xe AVKD. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.